Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán quả đu đủ. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút dạ và các màu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết của quả đu đủ nào. Mình sẽ làm quả đu đủ xanh nha. Quả đu đủ này có rất nhiều chất. Vậy là mình đã vẽ xong mẫu hình của quả đu đủ này. Mình xin đập nhé. Mình xin đập cho những cái viên này để cho ra hình quả đu đủ đẹp hơn. Phần bên trong của quả đu đủ. Bây giờ mình sẽ thêm một ít chấm để làm hạt của quả đu đủ nha. Đây là hạt của quả đu đủ. Và đây là phần bên trong của quả đu đủ. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần bên trong của quả đu đủ nha. Bây giờ mình sẽ cắt đến phần quả đu đủ. Bây giờ mình sẽ gắn phần bên trong của quả đu đủ nha. Đây là phần bên trong của quả đu đủ. Đây là phần bên trong của quả đu đủ. Mình gắn hình như là hơi nhiều. Ấy quá. Bây giờ mình sẽ thêm một chút chi tiết cho quả đu đủ nhỉ. Sẽ thêm một chút chi tiết cho quả đu đủ. Đó. Đó, đây là quả đu đủ. Rất là đẹp đúng không phải không các bạn? Mình sẽ thêm một chút hạt cho quả đu đủ. Mình sẽ thêm một chút lá. Đây là lá.
Bây giờ mình sẽ cắt chiếc lá này ra và gắn vào quả đu đủ. Và bây giờ mình sẽ gắn chiếc lá này vào quả đu đủ nha. Đó, các bạn đã thấy nó đẹp hơn chưa? Mình sẽ thêm một chút chi tiết. Mình sẽ đặt tên cho nó nha. Đây là quả đu đủ. Vậy là quả đu đủ của mình đã xong. Nếu các bạn thấy đẹp, hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.